Tiên Võ Đế Tôn chấp 576. Ngươi, sao ta lại sinh ra loại súc sinh đại nghịch bất đạo như ngươi chứ? Đều do quốc sư dạy giỏi, hắn thật là sư phụ của ta. Đứng dậy. Hừ, nghịch tử, nghịch tử. Bệ hạ, giữ gìn sức khỏe. Rơi xuống, sức khỏe của phụ hoàng không tốt, đưa hắn đi nghỉ ngơi đi. Đồ nghịch tử, nghịch tử. Các vị, bản thái tử làm hoàng đế, các ngươi có ý kiến gì không? Điện hạ văn võ song toàn, tài giỏi hơn người, ngài xứng đáng làm cửu ngũ chí tôn. Điện hạ đăng cơ làm hoàng đế, là nơi lòng người hướng về, là phúc của nước thiên hương. Ha 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 ha, ái khanh thật sự biết nói chuyện. Quốc sư giá đáo. Tham kiến quốc sư. Sư phụ, sao ngài xuất quan rồi? Đồ nhi thành thân, sư phụ sao có thể không tới chúc mừng chứ? Đây là quà chúc mừng mà vi sư tặng ngươi. Đa tạ sư phụ. Thái tử phi tới. Được rồi, đi đón tân nương tử của ngươi đi. Vâng. Mỹ nhân, nàng cuối cùng cũng tới rồi. Yên tâm đi, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Tha cho người nhà của ta. Vậy thì phải xem nàng có ngoan không? Vụt hiện. Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Thần quang hóa người, đây, đây là thần thông của tiên nhân. Tham, tham kiến tiền bối. Ớ, là ngươi. Là ngươi sao? Ngươi tác oai tác quái ở nước thiên hương nhiều năm, cũng tới lúc trả giá rồi. Bắn. Ngươi không thể giết ta. Ta là quốc chủ của nước thiên hương, ta là quốc chủ của nước thiên hương. Tắt thở. Thái tử vậy mà bị dọa chết rồi sao? Nước thiên hương, từ nay trở đi thay đổi triều đại. Ngươi không cần gả cho người mình ghét nữa, ta sẽ đưa ngươi về nhà. Tụ lại. Thái tử đã chết, chúng ta phải đón lão quốc chủ trở về. Ngươi cũng muốn chết à? Tiên nhân nói rồi, nước thiên hương từ nay thay đổi triều đại, từ nay về sau, tộc Lưu Thị không còn là hoàng thất nữa. Liễu Thanh Tuyền, vị tiên nhân đó có quan hệ không tầm thường với Liễu gia, nếu không cũng sẽ không đặc biệt tới cứu con gái của Liễu gia. Chúng ta để Liễu Thanh Tuyền làm quốc chủ, nói không chừng đúng ý tiên nhân. Đại tướng quân nói đúng, bây giờ chúng ta phái người tới thành Vọng Cổ đón tân quốc chủ. Trong bầu trời đêm. Chậm, chậm thôi, được. Liễu tiểu thư, xin ngươi nói ta biết khúc đàn mà ngươi gảy rốt cuộc là ai dạy. Là một vị tiên tử tóc trắng, nàng ta từng nói, đang tìm phu quân của nàng ta. Thật ra từ lúc ngươi rơi ở trước mắt ta thì ta đã biết ngươi là phu quân của vị tiên tử đó. Ta từng thấy bức tranh chân dung trong tay nàng ta. Nàng ta từng nói, nếu có một ngày gặp được phu quân của nàng ta thì kêu hắn tới Vân Nhược Cốc tìm nàng ta. Cảm ơn ngươi đã nói thông tin quan trọng như vậy cho ta. Vân Nhược Cốc ư, đó lại là nơi nào? Liễu Phủ. Được rồi, ta đã tuân thủ giao ước đưa ngươi về tới nhà, hai chúng ta hết nợ. Tiểu thư, mau, mau đi nói với lão gia, tiên nhân đưa tiểu thư trở về rồi. Từ biệt tại đây. Tiên nhân, ngài mang ta đi cùng đi. Ta thích ngài. Ta đã có thê tử, sợ rằng sẽ phụ tình yêu của Liễu tiểu thư. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.